Cũng liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông, thưa quý vị, thời gian qua trên tuyến đường 774B, còn gọi là đường Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn là do mặt đường hẹp lại bị xuống cấp. Và trước thực trạng trên, việc sớm nâng cấp, mở rộng đường là rất cần thiết. Tuyến đường 774B đi từ quốc lộ 20 và các xã có nhiều vị trí mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng nặng, xuất hiện chằng chịt vô số ổ voi, ổ gà. Nhất là km 8 thuộc xã Phú Thịnh, sau một trận mưa nhỏ, nhiều đoạn bị ngập lụt nghiêm trọng, nước không rút được, khiến các phương tiện giao thông khi qua đây không nhận biết được ở đâu có ổ gà, ổ voi, nên rất nguy hiểm, trở thành nỗi ám ảnh với người dân khi đi qua đây. Chạy lâu rồi ạ, nói chung là bây giờ chỗ này nó sâu mà mọi xe đồ vận tải đi ngang qua rất là khó khăn. Mấy xe du lịch rồi chạy không nổi luôn. Nên á, mọi người lách vô trong đây đi nè. Đi khó khăn lắm, mỗi lần mưa là không còn chỗ để đi luôn. Ngày nào cũng có người té hết anh, sáng sớm là người ta chơi, người ta té dữ lắm. Người công nhân đi ngang qua đây rất là nhiều, người ta té rồi va chạm tai nạn từng lắm hết, ngày nào dường như cũng có. Tai nạn thì ngày nào cũng có hết, nói chung ra thì già trẻ bé lớn đồ với lại mấy cô với mấy chú rồi đi công nhân đi làm về ban đêm á, thấy họ té đồ á, thấy cũng tội nghiệp lắm. Mưa gió rồi ngập bì này sâu quá rồi giờ không có biết là chạy đường nào. Đó rồi tấp vô lề đồ này kia nọ rồi sưng á hả thì lớp bị sình, lớp bị trơn. Rồi người ta chở về học sinh con cái rồi nó đi học rồi thì té lên té xuống mình thấy thì cũng thấy cũng tội người ta. Tình trạng tuyến đường bị xuống cấp diễn ra nhiều năm nay, nhưng hàng năm đoạn đường này chỉ duy tu sửa chữa theo kiểu chấp vá khiến mặt đường hư hỏng quá nghiêm trọng. Trong khi đó, mật độ phương tiện lưu thông rất cao, tạo nên cảnh hỗn loạn lộn xộn. Mới đây trên tuyến đường này đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết. Và qua phản ánh của người dân á, thì thường xuyên hàng ngày ở đây là có những cái vụ mà tự té rồi va chạm giao thông rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng đã qua công tác là điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn và công tác tuần tra kiểm soát thì chúng tôi cũng đã nắm được những cái điểm hư hỏng ở trên tuyến đường, các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường DT74B, và cũng đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm trưởng Ban an toàn giao thông huyện là những cái văn bản để gửi lên cơ quan cấp trên. Tuy nhiên á, thì trong thời gian chờ đợi thì những cái điểm hư hỏng này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nên là chúng ta phải khắc phục ngay những cái điểm hư hỏng tạm thời để người dân tham gia giao thông được an toàn. Mới đây, Ban Tổ chức giao thông huyện Tân Phú đã có văn bản gửi ban dân tỉnh Đồng Nai, các sở ngành liên quan khẩn trương tổ chức nâng cấp sửa chữa tạm thời các đoạn hư hỏng, sớm khắc phục những bất cập, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Đây cũng là một trong những công đường huyết mạch được kết nối với các xã vùng sâu vùng xa, nên việc mở rộng nâng cấp đường là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi Tân Phú.